Đây là nồi bún riêu của Linh nè. Nồi bún riêu phiên bản lỗi. Tưởng đâu ăn không ngon, ai dè đâu. Nó ra nước, nước nó béo mà nó ngon vậy đó. Thay vì cái riêu này của mình nè, nó đóng lại mà Linh làm sao mà lửa nó không có đủ đó. Rồi cái nó bị tan ra hết. Chàng ơi, cái nước này nó béo vậy đó. Dạ, Linh xin chào cả nhà. Hôm nay Linh sẽ chia sẻ thêm một món chay nữa, đó là món bún riêu chay. Bún riêu chay Linh nấu rất là đơn giản. Ở trong tủ Linh có cái gì thì Linh nấu cái đó. Thành phần nguyên liệu để Linh nấu bún riêu chay á, thì cái thứ nhất á, là Linh có cà với mấy cái rau củ để mà Linh nấu, Linh làm nước súp. Đây là Linh có mấy cái bẹ cải thảo già già phía ngoài á, Linh lấy ra. Rồi này bắp cải, rồi củ cải trắng một chút xíu nữa đó. Rồi trái bơm, rồi thêm cái này là củ hành. Một chút nữa Linh sẽ đem đi rửa, Linh gọt, rồi Linh đi nấu, Linh lấy nước ngọt. Còn cái này là cà. Bún riêu là không thể thiếu cà chua. Đó là cái rổ này. Còn bên đây á, là Linh có cái này á, là nấm bào ngư. Cái này là khoảng 300 gram nấm bào ngư nè. Một chút nữa Linh đi đem xay chung với tàu hũ này là tàu hũ mềm á, tàu hũ non, để Linh làm là riêu. Rồi Linh có thêm á, là đậu hũ chiên. Bên đây á, là nấm đông cô Linh đang ngâm để cho nó mềm. Đó, nấm đông cô. Rồi đây á, là thịt viên chay. Thịt viên chay này ở nhà Linh làm nè. Bữa Linh làm Linh có quay lại rồi. Rồi Linh ở đây á, có thêm một miếng là tàu hũ ki khô nè, tàu hũ mi ki cộng á. Chút nữa Linh đem ngâm để Linh thả vô luôn cho nồi bún riêu mình ngon. Mình để ăn kèm á, bún riêu là không thể bún. Bún thì Linh sẽ đem đi luộc. Còn cái đây á, là ngò gai để mình ăn với bún riêu. Rồi ăn kèm với giá. Bên đây là Linh có củ hành tím với tỏi để một chút nữa mình xào cho cái nồi bún riêu mình nó thơm ngon hơn. Nếu mà ở nhà cử ăn củ hành với tỏi thì mình thay thế hành tỏi bằng hành boro nha. Rồi đầu tiên là Linh sẽ đi luộc bún. Mình luộc bún để mà cho bún nó ráo nước trước. Giờ Linh có hai nồi nước, Linh đang bắt nước lên, đợi nước sôi á. Một cái nồi lớn á, thì Linh trụng bún, còn cái nồi nhỏ này á, thì Linh luộc tàu hũ nha. Cái nồi luộc tàu hũ Linh cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Mình luộc tàu hũ với muối á, tàu hũ mình nó sẽ dai ngon hơn. Khi nước sôi rồi đó, Linh sẽ cắt tàu hũ nhỏ nhỏ ra, Linh cho vào. Mình không cần cắt đó, Linh chỉ cắt nhỏ nhỏ, Linh cho vào Linh luộc. Hai miếng, mỗi miếng Linh cắt làm tư, rồi cắt lại làm dọc, ba bốn gì cũng được hết. Linh đã cho hết hai hộp tàu hũ vào đây Linh luộc nè. Linh thích luộc tàu hũ hơn là Linh xài tàu hũ tươi, tại vì khi mà mình luộc cái tàu hũ á, nó bán cái mùi tàu hũ, nó không còn cái mùi hôi nữa, nó sẽ ngon hơn. Cái nồi nước bên đây cũng sôi rồi, Linh sẽ cho vào bún Linh luộc. Linh luộc hết thịt bún này luôn. Nồi bún sau khi sôi được 5 phút, Linh sẽ tắt lửa. Linh ngâm đây thêm 3 phút nữa, từ 3 tới 5 phút rồi Linh mới đem đi xả nước lạnh. Còn nãy giờ tàu hũ Linh nấu cũng được 5 phút rồi, giờ Linh tắt. Linh vớt tàu hũ ra trong cái rổ nè, để cho nó rõ nước, thật là ráo nước rồi Linh mới đem đi xay. Rồi, Linh sẽ để như vậy cho nó thật là ráo nước. Bún nãy giờ được rồi đó, Linh đi vô Linh xả nước lạnh nha. Mình xả cho thật là sạch, cho nó nguội bún luôn là được. Sau khi trụng bún xong đó, Linh bắt cái nồi nước này là 5 lít nè, để Linh nấu nước rau củ quả mình làm nước súp nha. Trong thời gian á, chờ nồi nước sôi á, thì Linh đã đi rửa rau củ quả rồi. Bây giờ cái này á, là nấm Linh cũng đã rửa sạch rồi nè.
Củ cải trắng Linh sắc khía, làm bông làm hoa. Để Linh nấu, Linh lấy nước ngọt mà chút nữa, nhà Linh thì thích ăn cải trắng thì mình ăn luôn. Mình chỉ khía vậy thôi, cho nó có cặn cặn vậy, cho nhìn nó ngộ ngộ vậy được rồi. Muốn khía 3 cạnh cũng được, 5 cạnh cũng được, giống như vậy nè, Linh khía 4 cạnh. Rồi, giờ Linh sẽ thả mấy cái này vào nồi nước nha. Nước sôi rồi Linh cho, này là nửa củ hành nè, bắp cải, này là táo, hồi nãy Linh đã gọt vỏ rồi, Linh sắc mỏng mỏng ra, Linh thả vô luôn, mình nấu lấy nước ngọt. Cái này là mấy cải trắng nè, Linh vừa làm xong cũng thả vô nấu luôn. Trong thời gian nấu nước súp chay đó thì Linh đi dắt nấm thật là ráo nước để Linh xào. Nấm sau khi Linh dắt xong rồi đó, cái Linh xé nhỏ nhỏ ra như vậy. Củ hành tím Linh có 2 củ, Linh bầm với 1 tép tỏi. Giờ Linh đem đi xào cái phần này cho nó thơm. Linh bắt một cái chảo Linh tím, Linh cho vào đây là một muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu nóng, Linh sẽ cho hết hành vào bên phi. Sau khi phi hành nó thơm rồi đó, không cần vàng, miễn nó thơm là được rồi. Linh sẽ cho hết nấm vào. Nấm này hồi nãy Linh đã rửa qua nước bột. Linh ngâm, Linh quậy nước bột, Linh ngâm. Linh rửa một hồi cho nó sạch. Mình phi như vậy nè, nấm đó, nó không có hôi, nó rất là thơm. Linh xả ớt vào đây, một muỗng cà phê muối, một muỗng canh đường, một muỗng cà phê bột nêm. Cái này một chút nữa mình xay chung với tàu hũ luôn, thành ra là mình nêm cho nó đậm đà. Mình chỉ xào sơ cho nấm nó chín là được nha. Vậy là xong rồi đó, Linh sẽ đi tắt lửa. Rồi Linh sẽ đợi cho nấm nguội, Linh mới đem đi xay. Trong thời gian chờ nấm nguội, Linh đi xắt cà. Trước khi xắt cà đó, cái thớt mình khô, Linh xắt mấy tàu hũ này ra. Cái này là 2 hộp tàu hũ này, giờ mình cũng mua trong cái hộp ở Costco về mình chiên. Sẵn đây cái Linh xắt cái củ hành này luôn. Cái phần củ hành này chút nữa Linh sẽ xào chung với cà. Và cà Linh sẽ sắc quý cao thôi. Cái cà Linh sắc phần tư. Vậy đó, Linh tiếp tục sắc cho hết cái phần cà này nha. Giờ Linh đem cái máy ra mình đi xay nè. Trước khi xay tàu hũ thì Linh đi xay hành trước cho nó nhuyễn. Nãy hành Linh làm sơ cái đó. Rồi, hành Linh xay sơ sơ xong rồi. Giờ nó hòa lại bên cái dĩa. Linh cho phần nửa nấm mình đã xào vô nè, với phần nửa tàu hũ hồi nãy Linh luộc sẵn đó. Giờ để ráo nước, Linh cho phần nửa vô, Linh xay. Cái này Linh xay là 2 lần. Đó, bây giờ là Linh được là riêu chay rồi nè. Thịt này nó, thịt riêu chay này nó cũng vừa ăn rồi. Hồi nãy Linh có nêm vào trong cái nấm của mình đó.
một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê bột nêm với một muỗng canh đường. Vậy là được rồi đó nha. Rồi, cái này là xong. Giờ mình đi xả cái nấm đông cô rồi mình đi xào nó. Này Linh bắt miếng dầu lên, Linh để cái hành bầm với tỏi bầm vào, Linh tấy Linh phi cho nó thơm. Giờ Linh cho hết cái rượu cà vào để Linh xào nó, xào sơ thôi nha cho nó thơm cà. Vậy là xong rồi đó. Giờ là Linh nấu cái này là hơn một tiếng rồi, rau cải nó ra hết chất ngọt rồi. Giờ Linh đi vớt cái phần rau cải ra đó, cà Linh cũng vừa xào xong rồi nè, xào sơ vậy thôi. Sau khi Linh vớt rau giống như là bắp cải rồi củ hành rồi trái bơm là trái táo ra rồi đó, Linh cho vào đây. Hồi nãy một trái cà chua Linh có bằm nhỏ, Linh cho vào để Linh lấy cái nước vàng vàng của nó. Đến là Linh cho khoảng một muỗng cà phê đường phèn vào. Rồi Linh cho nấm đông cô vào, Linh nấu luôn. Sau khi cho nấm đông cô vào, Linh cho vào đây là 3 muỗng cà phê bột nêm chay, 2 muỗng cà phê muối. Xong rồi Linh cho đậu hũ chiên vào luôn. Với hồi nãy Linh có chiên cái tổ hủ kia á, Linh cho vào hết luôn. Giờ nước sôi rồi đó, Linh cho cái riêu vào nha, hồi nãy mình xay đó. Hồi nãy sau khi Linh cho riêu vô xong á, Linh có cho một muỗng cà phê giấm vô. Bởi thấy không, nó đóng lớp ở trên, riêu ở trên nè. Đó. Linh cho nó sôi lăn tăn vậy chút nữa, cái Linh cho nó dầu màu đều lên với cho cà vào. Cái nồi này nhiều quá, Linh múc bớt qua cái nồi nhỏ một miếng. Bây giờ Linh sẽ cho cà vào. Cho vào ít viên thịt chay luôn. Tiếp Linh cho dầu màu điều vào. Rất là nhiều luôn, nhà Linh thích ăn cà. Rồi Linh sẽ để góc hành vô là xong. Giờ Linh tắt lửa nha. Cả nhà cứ nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình là được. Nhiều quá cái Linh qua bên đây cho cái nồi nhỏ nữa nè. Xong luôn. Đây là nồi bún riêu phiên bản lỗi của Linh. Tưởng đâu ăn không ngon, ai dè đâu nó ra nước nó béo mà nó ngon vậy đó. Thay vì cái riêu này của mình nè, nó đóng lại mà Linh làm sao mà lửa nó không có đủ đó, rồi cái nó bị tan ra hết. Chàng ơi, cái nước này nó béo vậy đó. Này nồi nữa nè, ngon không cả nhà? Linh vừa nấu xong nồi bún riêu nè.
Giờ Linh xin dừng video tại đây. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Linh. Linh xin chào tạm biệt và hẹn cả nhà vào video kế tiếp nha. Bye bye.